Gì? Ngày nào hát karaoke không chán hả? Em có hát đâu. Mấy người kia kìa. Hỏi người ta. Cả thứ sáu đấy hả? Có 5 phút chưa? Chưa. Chưa có cái nào luôn. Có một combo. À, lại một combo nữa.
năm con buông. Mấy giờ rồi ta? Còn sớm rồi đúng không? 9 giờ, 10 giờ. Cũng 10 giờ xong. Hôm nay 6 cái. Tức gì đâu mà tức. Tức gì đâu mà tức. Ức chế. Đó.
Xe lê hả? Cái này là tự nghĩ hay là lên mạng coi đây? Anh đâu biết đâu, em thấy con thường á, nó đang vẽ giữa chân, nó vẽ được hai cái này rồi, em vẽ thêm một anh nữa rồi tốt thôi. Học vẽ đi, Nhi đi học vẽ đi. Học vẽ nhiều tiền lắm. Học vẽ nhiều tiền lắm. Chứ mày nghĩ nhiều tiền bằng học tiếng Anh không? Hả? Học nhiều tiền bằng học tiếng Anh không? Không, cái này cũng bằng nửa tiếng Anh á. Vậy thì mày nói cái gì nữa? Bình thường mà. Không hề bình thường. Tiền mua đồ dụng cụ thôi là không hề bình thường rồi. Nghĩ sao một bộ cỏ thôi mà hết 10 triệu. Ai kêu mày mua cỏ xinh? Em biết đâu. Mày học thì mày mua cái gì mà rẻ rẻ thôi, ai kêu mày đi làm đâu mà mày mua cái bộ cỏ 10 triệu. Cái bộ cỏ có 12 cây à, 10 triệu. Phải chứ. Ai kêu mày mua mấy cái đó? Biết đâu, hồi lâu em cũng định học á, em cũng thích lắm. Cái con bạn em á, anh rể của nó là cũng nghề vẽ nè. Cái đê cực đẹp luôn. Nó nói một bộ cỏ nó mua 12 cây 10 triệu. Kệ nó đi. Anh nó đi làm rồi. Mày đi học. Mà đúng thiệt, một bức tranh bán ra cả chục triệu chứ. Bức tranh chục triệu là bức tranh có giá chục triệu khác. Mình đây học mà. Mua bộ cỏ 12 triệu về để học cho mày. Mua bộ cỏ 120 về. Tranh thủ qua 5 phút nữa nha. Sáng mai cầm mấy điện thoại mà hôm bữa anh Thèo kêu là mà muốn quay 5 phút qua cho anh Thèo coi nhé. Anh Thèo quay một cái úp lên thử ưa thử độ phân giải nó bao nhiêu, để một đứa qua 2 tiếng một đứa úp 5 phút luôn cho nó nhanh, hiểu không? Quay 5 phút hai đứa là không được rồi. Hai đứa quay là không được rồi. Ở nhà không được. Không thì một cái bỏ đây quay 2 tiếng, cái đằng sau bỏ ngoài kia, lúc nào mình rảnh tay mình chạy qua mình quay một cái 5 phút, hiểu không? Hiểu thì hiểu. Cái này hiểu thiệt không? Hiểu thiệt, ai dở. Hiểu. Mà sợ mình nghĩ nhiều quá thôi. Được quyền nghỉ 20 phút mà. Không, 15 phút thôi. 15 phút đủ 3 cái chứ. Ở mai. Mai cầm điện thoại ra đi thử. Thoại cũng bẹp á. Cái điện thoại vàng kia là nát rồi. Cầm. Em sạc ở trên cái tủ lạnh á. Em cũng không nhớ. Em rút cái dây xuống á. Nó bể màn hình nát luôn. Mở không lên nguồn. Rồi ai ngu? Thiệt tình là không nhớ. Thì ai ngu đây?
tay vào cho tôi đi, không nhìn thấy cũng được. Đó, bỏ vào trong ở giữa cái lê á, bỏ vào trong giữa cái lê á, rồi rồi coi đi. Đó, cứ quăng mặt đi.
xong cái hai tiếng đó chưa? Chưa, rồi xong. Qua 5 phút, 5 phút cho đủ 6 cái luôn nha. Rồi xong rồi đem vô trên, đem máy vô trên xẻo nha. Máy gì? Phải. Thôi ta.